lớn rồi, nó nhỏ xong rồi nó gì nữa thì nó nhỏ gì nông lại đó, nó lên đây đứng rồi. Dạ. À, xong rồi nó vừa quất qua mức này. Nó nhẹ xe. Thôi để máy nhấp nhấp ra nè mấy cá. Cái con NVX nằm nồi lọc gió to gió với móc bô mình test cho anh em xem ha. Con này là đi nhẹ lại em lớn rồi mới nghe nè, nghe rồi zin nha, chưa làm nồi nữa. Zin nó lên tới đây nè, không hết đâu. Rồi rồi, để lát làm xong rồi test cho coi sự khác biệt đó. Rồi ok, bạn mở bỏ qua đi. Đây thay lọc gió đồ chơi luôn. Đây là chiếc NVX gắn lọc gió đồ chơi. Mình làm full nồi. Full nồi lọc gió với móc bô. Móc ở ra đầu đi là im không, ra sau với nó mới nghe. Bắt vô. À, mày đợi nó sắp ra 155 rồi đó. Ừ, em thấy nó cái xe này mình làm xong mày nó hồng xăng của nó ít mà. Xong nó đi rất là dặn hết da dùm đó.
chặn cái ga thôi. Giữ ra đây. Rồi buông đi. Còn răng gì nữa cũng khoảng 29. Mở ra mình can thiệp mình làm phòng cái có gió lớn.